một người ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trúng độc Đắk Việt Lót hơn 62 tỷ đồng. Tối ngày 18 tháng 3 năm 2020, một chiếc vé được bán ra ở Đắk Lắk đã trúng giải độc đắc sản phẩm Mega 6/45 của Việt Lót với giá trị hơn 62 tỷ đồng. Trong kỳ quay thưởng sản phẩm Mega 6/45 ngày 18 tháng 3 năm 2020, công ty sổ số điện toán Việt Nam Việt Lót đã tìm ra được một tấm vé trúng giải jackpot trị giá 62 tỷ 684 triệu 211 nghìn đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 551 của loại hình sổ số Mega 6/45 này là 06213037 3845. Ngay sau đó, Việt Lót đã xác định được nơi bán chiếc vé may mắn là ở đường Lê Thánh Tông, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nộp thuế tại địa phương phát hành vé trúng, với thuế suất 10% phần giá trị trúng thưởng. Như vậy, khách trúng độc đắc này sẽ được nhận hơn 56 tỷ đồng. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, chiếc vé này sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng. Cũng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 571 của loại hình sổ số Mega 6/45 diễn ra vào tối nay, ngoài giải độc đắc gần 63 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng còn tìm được ra 13 giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.219 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 22.398 giải ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng. Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Việt Lót. Thời gian qua, giải độc đắc các sản phẩm của Việt Lót đều ít tìm được chủ nhân. Đơn cử, kể từ lần nổ gần nhất là ngày 31 tháng 1 năm 2020, đến nay đã hơn một tháng, giải độc đắc Mega 6/45 mới tìm được chủ nhân. Trong khi đó, giải jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 hiện chưa tìm được người chủ.